Xin chào tất cả các em, các thành viên của đơn thi thăng hạng viên chức giáo dục trung học phổ thông của Hà Nội từ hạng 3 lên hạng 2. Và xin mời các em đang ở trên mạng chúng ta cùng vào lớp để thầy hướng dẫn bộ đề nằm trong giới hạn của kỳ thi thăng hạng giáo viên trung học phổ thông Hà Nội. Và xin mời các em. Thì như buổi khai giảng trước, thầy đã nói quy trình lịch trình cho các em về cách học. Chúng ta thấy chúng ta sẽ có các bài giảng về từ khóa, đúng không ạ, theo đúng giới hạn, trong giới hạn của kỳ thi thăng hạng giáo viên trung học phổ thông, đúng không ạ? Thì chúng ta lấy các văn bản thầy đã có từ khóa đưa lên lớp chúng ta bằng cách thầy giảng trực tiếp cũng như là up lên lớp chúng ta, và trong mỗi bài giảng thầy up lên thầy đã có những lời dặn rất rõ, đúng là chúng ta học các cái từ khóa trong đó, đúng không ạ, cả trong các video bài giảng từ khóa, rồi sau đó cũng như thầy up các bộ đề lên thì các em làm, chúng ta nghe bài giảng từ khóa rồi chúng ta làm bộ đề. Sau đó thì những buổi lịch học mà thầy đã đăng lên lớp chúng ta, đúng không ạ, chúng ta sẽ được thầy trực tiếp giải đáp các bộ đề, hướng dẫn giải đáp, giải thích các đáp án để các em làm rõ, đúng không ạ. Thì thầy nhắc lại đây, có một số bạn không chịu đọc các cái phần hướng dẫn lịch trình mà thầy đã nêu ở trong cái buổi khai giảng cũng như thầy đưa lên trong mỗi bài đăng của thầy, đúng không ạ. Đó, nên chúng ta dành thời gian đọc kỹ những cái gì mà thầy hướng dẫn để các em không mất thời gian hỏi đi hỏi lại quá nhiều. Và lịch trình chúng ta thấy giải đáp bộ đề chúng ta tuần tự theo đúng giới hạn đó, từ luật viên chức 2010 và 2019 được thể hiện trong văn bản hợp nhất số 26 đấy, rồi luật giáo dục 2019 chúng ta thấy, rồi nghị định 101, rồi quyết định số 16, rồi nghị quyết số 29, đúng không ạ, đã thấy rồi điều lệ đấy, thầy đã up lần lượt lên hết cho các em. Thầy còn tính cái điểm rơi, cái độ mà các em ngột về kiến thức, cái thời gian để đăng lên từng phần cho các em các văn bản để chúng ta học, chúng ta không bị ngột về các nội dung tài liệu kiến thức, và rất thuận lợi khi các em đăng ký. Thầy đã hướng dẫn rất chi tiết, đó là khi các em vào lớp, đúng không, chúng ta nhìn ở bên phải màn hình máy tính, thầy đã tạo cái folder riêng cho kỳ thi thăng hạng giáo viên trung học phổ thông, đúng không ạ, cho chúng ta, đúng không ạ, rất thuận tiện cho các em. Chúng ta chỉ nháy vào đó là tất cả all in one trong đó, đúng không ạ, tất cả về lịch học, về gì bài giảng, về tài liệu bộ đề, đúng không ạ, video giải đáp bộ đề đầy đủ trong đó đó. Nhưng mà một số bạn chắc là mải trông con nên là chưa kịp đọc đó, thì hỏi đi hỏi lại thầy rất nhiều lần, thầy nghĩ nó sẽ mất thời gian không cần thiết. Thầy đã có buổi khai giảng trao đổi rất rõ về cái việc học như thế nào, lịch trình học như thế nào, nội dung. Thì rất mong đây là lần nói cuối cùng mà để các em nắm bắt được, để chúng ta dành nhiều thời gian cho việc học ôn tập các em nhé. Thì quay lại bây giờ, hôm nay thầy sẽ giải đáp cái bộ đề của luật viên chức 2010 theo văn bản hợp nhất số 26. Văn bản hợp nhất 26 bản chất đó là liên quan gộp cái văn bản của luật viên chức 2010 và luật viên chức sửa đổi 2019. Bộ đề thầy đã up lên cho các em rồi, bài giảng từ khóa cũng đã có các em nhé. Thì hôm nay thầy sẽ giải đáp bộ đề cho các em. Thì chúng ta đi vào nội dung, đúng không ạ, ở chương 1 những quy định chung, đúng không ạ, câu hỏi đưa ra là theo văn bản hợp nhất số 26 năm 2019, văn hợp nhất văn phòng quốc hội ấy, đúng không ạ, đâu là phạm vi điều chỉnh của luật viên chức 2010, thì chúng ta phải chọn đáp án là D, đúng không ạ. Đấy, nó đầy đủ quy định về viên chức, quyền nghĩa vụ viên chức, tuyển dụng sử dụng quản lý viên chức, ta nhớ từ khóa rồi, tuyển dụng sử dụng và quản lý viên chức trong đơn vị sự nghiệp. Thì câu hỏi số 1 chúng ta phải chọn là D. Ở câu hỏi số 2, hỏi theo văn bản hợp nhất số 26 ấy, năm 2019 thì khái niệm thế nào là viên chức, thì chúng ta nhớ đó từ khóa là công dân Việt Nam, thì chúng ta đối chiếu cái C nó từ không có công dân Việt Nam chúng ta loại rồi. Tiếp theo được tuyển dụng theo vị trí việc làm, thì chúng ta thấy là loại được cái D rồi, nó không có, như vậy chỉ còn A và B. Thì chúng ta thấy tiếp theo đó là gì, cái từ khóa là gì, làm việc theo chế độ hợp đồng làm việc, đúng không ạ. Thì chúng ta thấy là chúng ta loại được A, như vậy chỉ còn B thôi. Câu 2 là B. Ở câu hỏi số 3, nó hỏi theo văn bản nhất số 26 thì viên chức quản lý là gì, thì chúng ta thấy đó là sự khác biệt giữa luật viên chức sửa đổi 2019 với luật viên chức 2010. Đó là với luật viên chức sửa đổi 2019 nó không còn cụm từ nhưng không phải là công chức, đúng không. Thì tại sao trước đây là phải để cụm từ đó với luật viên chức 2010, vì chúng ta thấy ở đơn vị sự nghiệp công lập em vẫn còn một người, đó là hiệu trưởng là công chức chứ không phải là viên chức quản lý. Nhưng theo luật viên chức sửa đổi 2019 thì bây giờ hiệu trưởng cũng là viên chức quản lý, thì khái niệm này đã được thay đổi. Và chúng ta nhớ từ khóa ở đây là từ
với viên chức quản lý là liên quan cái từ bổ nhiệm có thời hạn này, đúng không ạ? Đó, chịu trách nhiệm về điều hành tổ chức thì chúng ta thấy là cái B, ta thấy nó thiếu từ chịu trách nhiệm rồi, đúng không? Điều hành rồi là loại được cái B. Và nữa là cái vế ở cái C nó thừa cái chữ nhưng không phải là công chức, đúng không? Và cái D cũng vậy, nó thừa là nhưng không phải là công chức và hưởng phụ cấp quản lý. Đáp án đúng theo văn bản nhất số 26 này là án A các em nhá, với từ khóa là liên quan đến chức vụ quản lý thời hạn và chịu trách nhiệm điều hành tổ chức, đúng không? Đấy, và được hưởng phụ cấp quản lý thôi chứ không có vế là gì nhưng không phải là công chức các em nhá. Thì cho thấy là câu 3 ta chọn là A là như vậy. Tiếp theo ở câu hỏi số 4, đúng không ạ? Về theo văn bản nhất số 26 thì đạo đức nghề nghiệp là gì? Chúng ta nhớ từ khóa ở đây là chuẩn mực về nhận thức và hành vi, đúng không ạ? Thì chúng ta thấy từ khóa đó thì chúng ta loại được cái anh D rồi, nó chỉ từ nhận thức thôi, nó thiếu từ và hành vi, đúng không ạ? Tiếp theo nữa thì chúng ta có từ khóa là do cơ quan tổ chức, thì chúng ta với từ do cơ quan tổ chức ta thấy là cái A nó không có, cái B thì nó thiếu từ cơ quan, không có từ tổ chức, như vậy là loại phương án ở đây chúng ta thấy đúng nhất là C, có đầy đủ từ khóa, đúng không? Từ khóa này thầy đã giảng trong bài giảng thầy đã up lên lớp chúng ta rồi, đúng không? Để ta tiết kiệm thời gian chúng ta học. Câu hỏi số 4 là chọn là C. Câu hỏi số 5, quy tắc ứng xử là gì? Thì chúng ta thấy với từ khóa ở đây là từ khóa là gì? Là trong thi hành nhiệm vụ và trong quan hệ xã hội, đúng không? Thì chúng ta từ khóa này thì chúng ta có loại luôn được cái phương án là gì? D, đấy nó chỉ có trong thi hành thì nhiệm vụ thôi chứ thiếu từ trong quan hệ xã hội. Bây giờ ta đối chiếu phương án A, B, C thôi. Thì chúng ta nhớ từ khóa là gì? Được công khai để nhân dân giám sát và chấp hành. Thì chúng ta thấy cái A nó thiếu một đoạn rất nhiều, đúng không? Được công khai phương hành. Thế còn những cái C nó thiếu từ chấp hành, nó đến từ giám sát thôi. Như vậy câu hỏi số 5 này chúng ta chọn là B, là đáp án đúng là như vậy các em nhá. Đấy, chúng ta phải nắm bắt được các từ khóa và chúng ta tự tin để chúng ta chọn được đáp án. Thì câu 5 chúng ta chọn là B. Câu hỏi số 6 là hỏi theo văn bản nhất số 26 ấy, thì tuyển dụng là gì? Chúng ta nhớ từ khóa lựa chọn người có phẩm chất, đúng không? Rồi ta vào làm viên chức trong đơn vị sự lập, đúng không? Thì chúng ta thấy với từ người có phẩm chất thì chúng ta thấy rồi cái anh D là loại rồi, nó là người có năng lực thì loại luôn. Thế còn tiếp theo là vào làm viên chức thì chúng ta thấy là gì? Cái C cũng loại và cái B cũng loại, đúng không? Đấy, thì chúng ta thấy chỉ có A thôi. Đúng không? Đấy thì chúng ta thấy còn xoay kỹ hơn thì chúng ta thấy là cái B nó sai là tại các đơn vị công lập, còn đúng là trong đơn vị sự công lập. Đấy chúng ta thấy là câu 6 chúng ta phải chọn là A là như vậy. Câu hỏi số 7 theo văn bản hợp nhất số 26 đấy, thì hợp đồng làm việc là gì? Thì chúng ta nhớ từ khóa là giữa viên chức hoặc người được tuyển dụng, thì với từ đó thì chúng ta thấy là chúng ta loại được cái A rồi, nó chỉ là giữa viên chức với người đứng đầu, loại A chưa, đúng không? Tiếp theo là cái vế 5, cái từ đằng sau về vị trí việc làm này, tiền lương, chế độ đãi ngộ, điều kiện làm việc, quyền nghĩa vụ mỗi bên, chúng ta phải nhớ 5 cái đó. Thì chúng ta đối chiếu là cái anh B này nó thiếu từ chế độ đãi ngộ, B loại luôn. Thế còn cái D nó thiếu cái gì? Quyền nghĩa vụ mỗi bên, thì cái D lại luôn như vậy. Câu 7 ta chọn là C, là lý do như vậy các em nhá. Đấy là chọn phải biết lý do, đúng không? Câu hỏi số 8, đâu là hoạt động nghề nghiệp của viên chức? Chúng ta đối chiếu ở điều 4 ấy, theo văn bản hợp nhất số 26 ấy, thì chúng ta thấy từ khóa là công việc hoặc nhiệm vụ có yêu cầu về trình độ. Thì với từ khóa này thì chúng ta lấy loại ngoài được C. Đấy, thì công việc hoặc nhiệm vụ được giao, nó thừa chữ được giao, loại luôn, đúng không ạ? Thì chúng ta thấy rất là rõ. Tiếp theo thì cái từ khóa là gì? Và các quyết định khác có liên quan. Thì chúng ta thấy là cái A nó thiếu đoạn đó và cái B là cái D cũng vậy, như vậy chỉ có B là nó thỏa mãn thôi. Thì chúng ta thấy ở câu hỏi số 8 là chọn là B là như vậy. Câu hỏi số 9, câu hỏi là theo văn bản nhất số 26 ấy, năm 2019 ấy, của văn phòng quốc hội, thì có mấy nguyên tắc hoạt động nghề nghiệp của viên chức. Nếu các em nghe trong bộ bài giảng từ khóa thầy thấy nêu rất rõ nội dung này là biểu 5, chúng ta nhớ có điều 5 có 5 khoản tương có 4 khoản tương đương với 4 nguyên tắc công thức. Thầy khái quát là 3T cộng 1C đấy. 3T trong đó là T thứ nhất là T gì? Tuân thủ pháp luật, tuân thủ quy trình, tận tụy phụ dân ấy, ta thấy C chính là chịu sự tham gia giám sát ấy, thì chúng ta thấy rất là rõ, đúng không? Thì chúng ta thấy là phải câu 9 ta chọn là D, là 4 nguyên tắc, đúng không ạ? 4 nguyên tắc, 4 khoản, 3T cộng 1C. Câu hỏi thế vậy, câu 9 ta chọn là D là như vậy. Câu hỏi số 10, theo văn bản hợp nhất số 26 năm 2019, thì đâu là nguyên tắc trong hoạt động nghề nghiệp của viên chức? Chúng ta áp dụng luôn ở câu hỏi số 9 sang câu hỏi số 10. Thì ta nhớ công thức 3T cộng 1C thôi. 3T
P và C thì thấy là cái A này là từ B loại luôn, không cần phải đọc, đúng không? Rất nhanh, nó không nằm trong thức 3T của một C rồi, đúng không? Thì bây giờ chúng ta chỉ đối chiếu anh B và anh C thôi. Thì T chúng ta nhớ là T là T gì? Tuân thủ pháp luật và tuân thủ quy trình, tận tụy phụ dân. Giờ thấy tuân thủ pháp luật, ok cái B, nhưng cái C nó là tận tình chứ đâu phải tận tụy. Thì C loại như vậy chỉ có B là đúng thôi. Đấy, cái này em hay nhầm là chọn là D cả B và C đều đúng, đúng không? Nhưng mà câu 10 phải là B vì lý do như vậy. Đó, ta nhớ được công thức nó rất là vi diệu các em nhá. Câu hỏi số 11 thì theo văn bản nhất số 26, đâu là nguyên tắc trong hoạt động nghề nghiệp của viên chức? Thì chúng ta vẫn áp dụng như là nó 3T cộng 1C. Thì thấy đây rồi, T tuân thủ quy trình, đúng không? C chịu sự thanh tra, A, B ok rồi. Thế còn cái C là bảo đảm quyền chủ động, ta thấy nó không trong 3T và 1C nó không có từ B thì cái C loại rồi. Như vậy phương án ở đây phương án D là cả A và B đều đúng vì công thức là TC, đúng không ạ? Thì câu hỏi 11 chúng ta chọn là D là như vậy. Được chưa? Các em phải nắm rõ phần đó. Câu hỏi số 12, theo văn bản hợp nhất số 26 ấy, có mấy nguyên tắc quản lý viên chức? Cái này chúng ta căn cứ vào điều 6, đúng không? Thì chúng ta thấy là cũng có điều 6 có 6 có 4 khoản và tương đương với 4 nguyên tắc. Công thức là gì? 2B cộng VT. Đúng, 2B này, B chính là B bảo đảm đấy. Bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, rồi bảo đảm quyền chủ động đề cao trách nhiệm đứng đầu. V chính là việc tuyển dụng sử dụng quản lý viên chức đấy, đúng không? Trên cơ sở tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp đấy. Rồi vị trí làm, rồi T chính là thực hiện bình đẳng giới, đúng không? Thì chúng ta thấy rõ ràng ở đây các em phải chọn cho thầy đó là đáp án đúng là phải là C, bốn nguyên tắc các em nhá. Thì 12 các em phải chọn cho thầy là C là như vậy. Câu hỏi số 13, đâu là nguyên tắc quản lý viên chức theo văn bản hợp nhất số 26, đúng không? Chúng ta nhớ công thức là 2B cộng VT. Ở đây nó không có chữ 2B nhưng ta có thấy VT đây rồi, việc tuyển dụng luôn, đúng không? Rồi thực hiện bình đẳng giới. Như vậy chúng ta chọn là D cả A và B. Chứ phương án C là tận tụy này nó nằm là gì? Nguyên tắc hoạt động nghề nghiệp các em nhé. Đấy, chúng ta phải nhớ không bị lầm nhẫn hai cái này. Thì chúng ta thấy câu hỏi số 13 các em phải chọn cho thầy là C là lý do như vậy. Câu hỏi số 14, người ta hỏi theo văn bản nhất số 26, vị trí việc làm là gì? Thì cái này nó đối chiếu với luật là ở khoản 1 điều 7 đấy. Chúng ta nhớ từ khóa công việc hoặc nhiệm vụ, đúng không? Rồi từ tuyển dụng sử dụng quản lý viên chức. Thì chúng ta nhớ trong đơn vị sung lập ấy, thì với từ này thì chúng ta thấy rồi, chúng ta đối chiếu cả B cả C cả D, nó chỉ có từ công việc chứ nó không có từ hoặc nhiệm vụ. Thì ta thấy là B, C, D loại. Còn kỹ hơn thì ta thấy như cái anh C này nó không có cái từ gì ở trong đơn vị sự nghiệp công lập. Đấy, thì chúng ta thấy là ta nhớ từ khóa làm rất là dễ các em nhá. 14 là chọn là A. Câu hỏi số 15, người ta hỏi theo văn bản nhất số 26, cơ quan nào quy định nguyên tắc phương pháp vị trí việc làm, thẩm quyền trình tự thủ tục quyết định số lượng vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập? Thì thầy đã dạy các em rồi, nếu đối chiếu luật thì cái này đây nó nằm ở khoản 2 của điều 7. Thế còn không, chúng ta nhớ công thức mà thầy đã khái quát cho các em là 95% trong đoàn viên chức. Khi câu hỏi cơ quan nào quy định thì chúng ta chọn đáp án là chính phủ. Thì câu hỏi số 15 này các em chọn thầy là A nhá. Câu hỏi số 16 họ hỏi ngược lại thôi, đúng không ạ? Là theo bản nhất số 26, chính phủ quy định về nội dung nào dưới đây? Thì chúng ta thấy phải nhớ cho thầy là 5 nội dung và bắt đầu nó quy định từ chữ nguyên tắc, tìm chữ nguyên tắc trước. Thì với tìm chữ nguyên tắc trước thì cái A ra loại nữa, họ quy định từ phương pháp trước, loại luôn, không cần đọc. Thì rồi sau đến sau phương nguyên tắc chính là gì? Về phương pháp xác định chính việc làm, về thẩm quyền, đúng không ạ? Thì đúng không ạ? Rồi chúng ta thấy về thủ tục, về trình tự. Trình tự thì chúng ta thấy là cái B nó thiếu từ trình tự, cái B loại luôn, đúng không ạ? Rồi đối chiếu cái C và cái D, đúng không ạ? Nguyên tắc phương pháp trị Việt Nam rồi, trình tự rồi, đúng không ạ? Rồi thủ tục, đúng không ạ? Quyết định số lượng vị trí Việt Nam tại đơn vị sự nghiệp công lập ấy. Thì chúng ta thấy là với cái anh C nó thiếu từ thẩm quyền, đúng không? Đấy, nó phải đủ là gì? Nguyên tắc phương pháp thẩm quyền trình tự thủ tục, đúng không ạ? Thì cái D nó thỏa mãn cái việc đó, được chưa? Thì câu 16 chúng ta chọn là D. Câu hỏi số 17, người ta hỏi về theo văn bản nhất số 26 thì chức danh nghề nghiệp là gì? Cái này đối chiếu luật chính là nằm ở khoản 1 điều 8, đúng không ạ? Thì chúng ta nhớ từ khóa là tên gọi thể hiện trình độ và năng lực. Từ khóa đó thì chúng ta thấy ta loại được cái C rồi, thể hiện trình độ chuyên môn phải loại luôn, đúng không? Từ khóa thứ hai là trong từng lĩnh vực nghề nghiệp thì chúng ta loại được phương án ở đây là gì? B và D, đúng không? Cái D là trong đơn vị sung lập mà đây đúng nó phải từng trong lĩnh vực nghề nghiệp. Còn cái B thì nó không có từ trong lĩnh vực từng lĩnh vực nghề nghiệp. Như vậy phương án thỏa mãn để nhớ từ khóa là tên gọi thể hiện trình độ và gì trong từng lĩnh vực nghề nghiệp, chúng ta thấy chỉ có A là thỏa mãn thôi, đúng không? Thì 17 chúng ta chọn cho thầy là A.
Câu hỏi số 18, theo ban hợp nhất số 26, cơ quan nào quy định hệ thống danh mục tiêu chuẩn mã số chức danh nghề nghiệp? Chúng ta đối chiếu trong luật thì nó nằm ở khoản 2 điều 8. Và đây chính là công thức mà thầy đã dạy các em trong bài giảng từ khóa, chính là 5% còn lại, đúng không? Thì chúng ta nhớ có 95%. Câu hỏi cơ quan nào quy định thì là gì? Chúng ta chọn là chính phủ. Thì đây cái phần mà các câu hỏi 5%, thì câu hỏi này là thuộc 5% đây, đúng không? Ta chọn phải là D, cả A và B. Ta gắn với hệ thống danh mục tiêu chuẩn mã số chức danh nghề nghiệp thì chúng ta thấy rồi, gắn với Bộ Nội vụ chủ trì và gì các bộ cơ quan ngang bộ liên quan, vì các bộ nào cũng có viên chức của mình. Đó, như các em thi thăng hạng đấy, chúng ta là giáo viên trung học phổ thông, chúng ta có 3 hạng là 1, 2, 3. Các em thi vào thì chúng ta đây là hạng 3, sau đó đủ thời gian thì chúng ta sẽ thi thăng hạng lên hạng 2 và lên hạng 1. Hạng 1 là cao nhất. Nó theo quy định của thông tư liên tịch số 23 năm 2015 giữa Bộ Nội vụ và Bộ Giáo dục Đào tạo. Đấy, qua câu này chúng ta vận dụng vào như vậy, thấy rất rõ các em nhá. Thì câu hỏi 18 các em chọn cho thầy là D các em nhá. Câu hỏi số 19, đúng không ạ? Theo văn bản hợp nhất số 26, đúng không ạ? Đơn vị sự nghiệp công lập là gì? Thì khái niệm này chúng ta căn cứ vào khoản 1 của điều 9 đã thấy rất rõ, và nhớ từ khóa là tổ chức chính trị xã hội, rồi quy định của pháp luật, rồi từ khóa có tư cách pháp nhân cung cấp dịch công phục vụ quản lý nhà nước. Đối chiếu từ đó thì chúng ta thấy cái A nó thiếu từ tổ chức chính trị, loại luôn. Còn cái C, cái D thì chúng ta thấy rằng về cái từ khóa là có tư cách pháp nhân cung cấp dịch công thì họ thiếu từ phục vụ quản lý nhà nước, đúng không ạ? Thế còn tiếp theo cái D thì nó thiếu từ theo quy định của pháp luật, thì thấy chỉ có B là thỏa mãn thôi, với các từ khóa như thầy đã nêu, tổ chức chính trị, tổ chức xã hội, rồi cái quy định pháp luật, có tư cách pháp nhân đấy, cung cấp dịch vụ công và phục vụ quản lý nhà nước, thì con thấy câu hỏi 19 chúng ta chọn là B. Câu hỏi số 20, đúng không ạ? Thì theo văn bản hợp nhất số 26 này, đối tượng là sau đây là viên chức theo luật viên chức, chúng ta thấy rồi. Thì chúng thấy cái A là ta thấy chủ tịch hội đồng dân là họ là cán bộ, họ bầu theo nhiệm kỳ, còn cái B và cái C họ là công chức rồi theo nghị định 06, đúng không? Chúng thấy chỉ có giảng viên ở trường đại học, chúng ta thấy là có 20 chúng ta chọn là D, nó là viên chức, đúng không? Với ngành giáo dục ta thấy rồi, có từ trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông. Đấy, chúng ta thấy rất rõ rồi, trung tâm nó thường xuyên có từ trung tâm, rồi các viện nghiên cứu, học viện, ta thấy chức danh gánh viên chức là như là giáo viên, giảng viên, nhân viên nhá. Thì chúng ta thấy ở đây là lý do 20 chúng ta chọn D là như vậy. Câu hỏi số 21, đối tượng nào sau đây là viên chức thấy theo văn bản nhất số 26 thì chúng ta phải chọn cho thầy là A và B, cả phó hiệu trưởng và hiệu trưởng. Như thầy nói rồi, nếu luật viên chức 20 thì chúng ta thấy là chỉ có phó hiệu trưởng là viên chức quản lý thôi, còn hiệu trưởng là công chức. Nhưng mà theo luật viên chức sửa đổi 2019 thì bây giờ hiệu trưởng cũng là viên chức quản lý bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 năm 2020, thì đây chúng ta phải chọn là D, cả A và B đều đúng. Đấy, cả hiệu trưởng và phó hiệu trưởng đều là viên chức và viên chức quản lý các em nhá. Thì chúng ta thấy câu 21 chúng ta chọn là D là như vậy. Câu hỏi số 22 thì nó hỏi theo văn bản nhất số 26 đối tượng nào sau đây là viên chức. Đấy, thầy nói rồi, đã nói với các em đúng không? Ngành giáo dục ra thì chúng ta có ngành y tế thì chúng ta thấy là viên chức, đúng không? Y bác sĩ đấy thì nó thấy rồi, y sĩ, bác sĩ ở bệnh viện công lập, đúng không? Thế còn ngoài công lập thì không đúng, đúng không? Bệnh viện tư thì không đúng, chúng ta thấy rồi. Cái A, cái B họ là công chức, cái C là viên chức các em nhá. Thì 22 chúng ta chọn là C. Câu hỏi số 23 thì đối tượng nào sau đây là viên chức, chúng ta thấy rồi. A thì chúng ta thấy rồi, họ là cán bộ. Ở C thì họ đấy là bác sĩ bệnh viện tư, đúng đúng. Như vậy chỉ có B thôi, là giáo viên tiểu học. Câu hỏi số 24, đối tượng nào sau đây là viên chức, chúng ta thấy rồi. Giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, tất cả ta thấy là các chức danh nghề nghiệp rất là rõ. 24 chúng ta chọn là D. Câu hỏi số 25 theo văn bản nhất số 26 đối tượng nào sau đây là viên chức theo luật viên chức, ta thấy rồi. Y tá bệnh viện công lập, chứ cái B y tá bệnh viện tư không đúng, bằng C không đúng rồi, đúng không ạ? Thì chúng ta thấy phương án ở đây câu hỏi 25 là các em phải chọn cho thầy là A các em nhá. Câu hỏi số 26 người ta hỏi theo văn bản nhất số 26 đấy, chương 1 của luật viên chức có tên là gì? Thì các em phải chọn thầy là B, những quy định chung. Vì cái A, quyền là nghĩa vụ viên chức, nó nằm chương 2. Cái C, tuyển dụng xuống viên chức, nằm chương 3. Cái D, khen thưởng xử lý vi phạm, nó nằm ở chương 5, đúng không ạ? 26 chúng ta phải chọn là B. Câu hỏi số 27, hỏi luật viên chức theo văn bản hợp nhất số 26 đấy thì gồm bao nhiêu điều? Thì chúng ta nhớ chọn cho thầy là B, 62 điều, đúng không ạ? Rất là rõ, 62 điều. Chương 1 thì có 10 điều, chương 2 có 9 điều, chương 3 27 điều, chương 4 có 4 điều, chương 5 có 7 điều và chương 6 có 5 điều, đúng không ạ? Đấy là đủ 62 điều. Câu 27 chúng ta chọn là B. Câu hỏi số 28, người ta hỏi luật viên chức theo văn bản nhất số 26 thì gồm bao nhiêu chương? Đấy, như thầy nói rồi,
chúng ta phải chọn là D, 6 chương. Chương 1 là những quy định chung, chương 2 là gì? Là quyền nghĩa vụ viên chức, chương 3 là tuyển dụng sử dụng viên chức, chương 4 là quản lý viên chức, chương 5 là khen thưởng xử lý vi phạm và chương 6 là điều khoản thi hành, đúng không ạ? Thì thấy 28 nó chọn là D là như vậy. Câu hỏi số 29, người ta hỏi là chương 1 của luật viên chức này theo bảo đảm nhất số 26 có bao nhiêu điều, thì chúng ta phải chọn cho thầy là C, 10 điều, đúng không ạ? Tại vì điều 1 là phạm vi điều chỉnh, điều 2 là khái niệm về viên chức, điều 3 là giải thích từ ngữ, điều 4 là hoạt động nghề nghiệp, điều 5 là nguyên tắc trong hoạt động nghề nghiệp, điều 6 là nguyên tắc quản lý viên chức, điều 7 là vị trí việc làm, điều 8 là chức danh nghề nghiệp, điều 9 là đơn vị sự nghiệp độc, điều 10 là cái chính sách đã phát triển đơn vị sự nghiệp công lập. Chúng ta thấy câu hỏi 29 là phải chọn là C. Câu hỏi số 30, nó hỏi luật viên chức theo văn bản nhất số 26 chương 2 có tên là gì, thì chúng ta phải chọn là C, quyền nghĩa vụ của viên chức. Đấy, ta thấy vì cái A điều khoản thi hành là chương 6, cái B quản lý viên chức chương 4, đúng không? Cái D toàn là tuyển dụng sử dụng viên chức là nó là chương 3 rồi, đúng không? Đây hỏi chương 2 thì chúng ta chọn là C. Câu hỏi số 31, người ta hỏi chương 3 có tên là gì, thì chúng ta nhớ chọn thầy là B, tuyển dụng sử dụng viên chức, các em nhá. Câu hỏi 31 là chọn là B. Câu hỏi số 32, người ta hỏi chương 4, đúng không ạ, của luật viên chức có tên là gì, thì các em nhớ chọn thầy là D, là quản lý viên chức, được chưa? Câu hỏi số 33, người ta hỏi chương 5 có tên là gì, thì các em nhớ chọn thầy là A, khen thưởng xử lý vi phạm, vì cái B điều khoản thứ hai là chương 6 rồi, cái C quyền nghĩa vụ viên chức ở chương 2, còn cái D quy định chung là chương 1, đúng không ạ? Câu hỏi số 34, người ta hỏi chương 6 tên là gì, thì các em phải chọn là thầy là D, điều khoản thi hành. Người ta thấy cái A tuyển dụng sử dụng viên chức là chương 3, cái B quyền nghĩa vụ viên chức thì chúng ta thấy là chương 2, còn cái C khen thưởng xử lý phạm chương 5. Đấy, 34 chúng ta phải chọn là D là như vậy các em nhá. Câu hỏi số 35, nó hỏi ngược lại để ta nhớ đấy. Những quy định chung thì chương mấy, thì các em nhớ chọn thầy là D chương 1, đúng không ạ? Hỏi 36, người ta hỏi là quyền nghĩa vụ viên chức thể hiện chương mấy, thì các em phải chọn thấy là A là chương 2. 36 đã chọn A. Câu hỏi số 37, nó hỏi tuyển dụng sử dụng viên chức ở chương mấy, chúng ta nhớ chọn cho thầy là A là chương 3, 37 là A. Câu hỏi số 38, người hỏi quản lý viên chức ở chương mấy, chúng ta chọn là A ở chương 4, 38 là A. Câu hỏi số 39, người ta hỏi về khen thưởng xử lý vi phạm ở chương mấy, thì các em phải chọn thầy là D ở chương 5. Câu hỏi số 40, người ta hỏi điều khoản thi hành thể hiện chương mấy, chúng ta phải chọn thầy là A ở chương 6. Đấy, chúng ta thấy hỏi các nội dung rất chi tiết, thầy đã đảo lên để các em nhớ nhá, để chúng ta cách học ngấm thấm là như vậy. Câu hỏi số 41, người ta hỏi các nguyên tắc trong hoạt động nghề nghiệp của viên chức ở điều 5 đấy gồm mấy khoản, như thầy nói rồi có 4 nguyên tắc tương đương với 4 khoản, công thức là 3T cộng 1C, thì câu 41 ta phải chọn cho thầy là B nhá, 4 nguyên tắc 4 khoản, được chưa? Câu hỏi số 42, người ta hỏi về các nguyên tắc theo văn bản hợp nhất số 26 đấy, các nguyên tắc quản lý viên chức thì điều 6 của luật viên chức gồm mấy khoản, thì các em chọn thầy là C có 4 khoản tương đương 4 nguyên tắc 2B cộng VT đấy, thì 42 các em chọn thầy là C. Câu hỏi số 43, hỏi vị trí việc làm thể hiện trong điều 7 của luật viên chức gồm mấy khoản, thì các em nhớ là chọn cho thầy là D 2 khoản. Đấy, điều 7 có 2 khoản. Được chưa? Và câu hỏi 44, hỏi điều 8 về chức danh nghề nghiệp có mấy khoản, thì cũng giống như điều 7 ta nhớ chọn là có 2 khoản, ta chọn là A các em nhá. Điều 44 là A. Câu hỏi số 45, là điều 9 quy định về đơn vị sự nghiệp lập và cơ cấu tổ chức quản lý hoạt động đơn vị sự nghiệp lập gồm mấy khoản, thì các em phải chọn thầy là A có 4 khoản, đúng không ạ? Thì các em nhớ cho thầy nhá, rất là dễ, là như vậy thôi. Và hỏi chi tiết ở cái điều 9 này này, khoản 2 điều 9 về đơn vị sự nghiệp lập cơ cấu hoạt động đơn vị sự nghiệp lập gồm mấy điểm, điểm đấy chính là điểm A điểm B đấy, chính là nói về hai đơn vị sự nghiệp lập, đúng không? Hỏi có mấy đơn vị sự nghiệp lập thì cũng là 2, hoặc là cái khoản 2 điều 9 này có mấy điểm thì chúng ta cũng chọn là 2, là như vậy. Thì 46 các em chọn thầy là A. Câu hỏi số 7, câu hỏi về điều 10 chính sách xây dựng phát triển đơn vị sự nghiệp lập và đội ngũ viên chức thì gồm mấy khoản, thì các em chọn thầy là B là 4. Thì các em hoàn toàn có thể tổng kết ở đây, chúng ta thấy điều 7 điều 8 đều có 2 khoản, điều 9 điều 10 có 4 khoản, chúng ta lấy gì, điều 7 cộng điều 8 là bằng điều 9 điều 10, đúng không ạ? Đấy, vì điều 7 điều 8 đều có 2 khoản, điều 9 điều 10 có 4 khoản. Tổng hợp lại thì chúng ta thấy rất là rõ thôi, điều 1 thì chúng ta thấy điều 1 điều 2 thì không có khoản nào cả. Đấy, khoản chính là khoản 1 khoản 2. Còn điều 3 thì chúng ta thấy là có 5 khoản, đúng không ạ? 5 khái niệm ấy thấy rất là rõ. Còn điều 4 không có khoản nào. Điều 5, điều 6 thì đều có 4 khoản tương ứng 4 nguyên tắc. Điều 7, điều 8 thì nhắc lại là có 2 khoản, điều 9, điều 10 có 4 khoản. Đấy là xong ở chương 1 luôn. Đấy là cách học cách nhớ các em nhá. Câu hỏi số 48, người ta hỏi về phần chính sách xây dựng phát triển đơn vị sự nghiệp lập. Ở điều bao nhiêu thì thầy nhắc đi nhắc lại nhiều lần gắn với chính sách. Ở đây chúng ta chọn là B, điều 10. Tiếp theo đơn vị sự nghiệp lập. Ở đây gắn chữ đơn vị sự nghiệp lập nhớ hỏi điều mấy, nhớ chọn là C, điều 9. Đấy họ hỏi đảo ngược lại cho các em rất là kỹ nhá. Bộ đề rất là kỹ cho các em. Đấy họ kiểu gì cũng chơi được, trả lời được hết nhá.
Nên tại sao các bạn học thầy đều đỗ và đỗ rất cao vì thầy rất là chi tiết. Mà nhiều người hỏi là thầy như là người ra đề vì bộ đề rất sát và rất chuẩn. Thì các em dành thời gian học kỹ, làm đi làm lại nhiều lần, đừng tiếc in bộ đề ra để làm. Các em có thể là trên smartphone hoặc là trên máy tính chúng ta có thể làm trực tiếp hoặc em in ra. Bây giờ tay mùa Covid thì các em đeo khẩu trang nhiều chắc không phải đánh son đúng không? Thì chúng ta dành thời gian dành cái tiền đó chúng ta in ra, hoặc là chúng ta nếu các em các mã điện thoại mà dung lượng lớn ấy thì chúng ta hoàn toàn để trên máy ta làm đi làm lại nhiều lần các em nhá. Thì nó cách để học để nhớ là làm bộ đề đi lại nhiều lần rất là hiệu quả. Vì thầy nhắc lại bộ đề thầy xây dựng rất là chi tiết cho các em. Còn 49 là chọn là B nhá, về đơn vị lập thì nhớ gắn điều 9. Câu hỏi số 50, chức danh nghề nghiệp. Chúng ta nhớ từ khóa ngành nghiệp là chọn là B điều 8. Câu hỏi số 51, vị trí việc làm, chúng ta nhớ chọn A điều 7 đúng không ạ? Đấy, 51 là chọn là A. Câu hỏi số 52, các nguyên tắc quản lý viên chức, chúng ta nhớ chọn là B điều 6, 52 chọn là B. Câu hỏi số 53, các nguyên tắc trong hoạt động nghề nghiệp viên chức, chúng ta nhớ chọn là thầy là D điều 5 đúng không ạ? Chúng ta chọn là D. Câu hỏi số 54, hoạt động nghề nghiệp của viên chức đúng không ạ? Theo văn bản hợp nhất số 26 đấy thì chúng ta nhớ chọn nó thành là D điều 4 đúng không ạ? 54 chọn là D. Câu hỏi số 55, giải thích từ ngữ chúng ta nhớ nằm ở phương án là B điều 3 thì 55 chọn là B các em nhá. Câu hỏi số 56, viên chức là gì thì chúng ta nhớ chọn thầy là C là điều 2. Và 56, phạm vi điều chỉnh thì chúng ta nhớ chọn nó thầy là A điều 1 đấy. Lần lượt đảo cả hai lập đi lại cho các em nhá. Câu hỏi số 57, nó khái niệm viên chức là gì? Em thấy từ khóa rồi, công dân Việt Nam rồi làm việc tại nước lập theo chế độ làm việc quy định nước lập thì em thấy là ta chọn là D tất cả các ý nhá. Đấy, họ có thể đảo các vị trí các ý nhưng mà thấy đủ các ý là được. Em thấy 57 là chọn là D là như vậy. Tiếp theo hỏi 58, nó hỏi theo văn bản hợp nhất số 26 đấy thì đơn vị sự nghiệp công lập là gì? Đấy, ta nhớ từ khóa rồi, do tổ chức cơ quan thẩm quyền nhà nước rồi tổ chức chính trị rồi xã hội theo quy định pháp luật, rồi có tư cách pháp nhân cung cấp dịch vụ công phục vụ quản lý nhà nước, là thấy đầy đủ hết rồi. 58 chọn là D. Câu hỏi số 59, đã hỏi khẳng theo văn bản hợp nhất số 26 ấy đúng không, thì khẳng định nào dưới đây là không đúng, là nhớ từ không đúng ta đi thi hay để ý, phải để ý cho thầy nhá. Đấy, không đúng với nguyên tắc hoạt động nghề nghiệp viên chức thì chúng ta nhớ hoạt động nghề nghiệp viên chức quy định ở điều 5 đấy đúng không, công thức 3T và 1C thì thấy là T tuân thủ công đoạn ok rồi, B là tận tụy với dân ok rồi, D tuân thủ quy trình ok, còn thiếu C mà đây họ là K đúng không, không chịu thì là loại, thì chúng ta thấy chính là không đúng rồi, nó đúng là phải chịu sự thì đây là không chịu, thì chúng ta thấy là 59 là C mới là phương án đúng các em nhá. Câu hỏi số 60, theo văn bản hợp nhất số 26 khẳng định nào dưới đây không đúng với nguyên tắc quản lý viên chức, nguyên tắc quản lý viên chức công thức là 2B cộng VT đúng không, thì chúng ta thấy A B là bảo đảm ok rồi, bảo đảm lãnh đạo của đảng, C bảo đảm quyền chủ động ok rồi. Nhưng mà nó thấy là V cũng có là việc tuyển dụng, nhưng mà thấy là nó phải thực hiện trên gì, có quan điểm là gì, chức danh nghề nghiệp vị trí Việt Nam nên họ nói là gì, trên cơ sở quan điểm lãnh đạo đơn vị thì là sai nhá. Thì câu hỏi 60 chúng ta chọn là B là như vậy. Câu hỏi số 61, người ta hỏi theo văn bản hợp nhất số 26 này dưới đây khẳng định nào là sai so với thuật ngữ là viên chức quản lý đúng không, thì chúng ta thấy là sai, thì chúng ta thấy rồi. Cái và là công chức thì là sai, nếu còn ta thấy theo chức vụ quản lý thời hạn chịu trách nhiệm điều hành ok, hưởng phụ cấp quản lý ok, cái sai đây chính là C. Đấy, là công chức là không đúng, hoặc viên chức là quản lý không phải là công chức em nhá, thì đấy cái C là sai. Câu hỏi số 62 dưới đây khẳng định là sai đúng không, ở điều 2 đấy về khái niệm viên chức ta nhớ rồi, đúng là viên chức phải là công dân Việt Nam đúng không, và tuyển dụng chỉ làm việc đơn lập theo chế độ làm việc đấy, hưởng lương từ quỹ lương đơn lập, như thấy họ đây nói là gì, không nhất thiết là công dân Việt Nam thì là sai rồi. Thì câu hỏi 62 các em chọn thấy là A là như vậy các em nhá, thì nó thấy để chọn nào ăn đúng. Câu hỏi số 63 dưới đây khẳng định nào sai về quy tắc ứng xử là chuẩn mực của viên chức, ta thấy trong thi hành nhiệm vụ quan hệ xã hội ok rồi, được công khai ra pháp chấp hành ok rồi, mà thấy là đúng ra phải do cơ quan tổ chức có thẩm quyền ban hành, đây họ ghi là hội nghị công nhân viên chức đơn vị ban hành là sai rồi đúng không, thì 63 là chọn là C là như vậy. Câu hỏi 64 về khái niệm quy tắc ứng xử thì chúng ta thấy rồi, từ khóa nó đúng phải là thi hành nhiệm vụ quan hệ xã hội đúng không, có thẩm quyền ban hành, được công khai nhân dân giám sát và chấp hành, thì 64 này chúng ta chọn là B là chính xác đúng không, vì cái A ta thấy nó thiếu về cái đoạn công khai nhân dân chấp hành, cái C thiếu từ gì chấp hành, và cái D thì ta thấy là nó thiếu về cái nội dung về liên quan với trong thi hành nhiệm vụ đúng không, nó là như vậy được chưa. Thì 64 ta chọn là B. Câu hỏi số 65,
Theo văn bản nhất số 26 đấy, cơ chế tự chủ ở đơn vị sự nghiệp công lập là gì? Thì chúng ta nội dung này chúng ta căn cứ vào điểm A khoản 2 của điều 9 ấy, thì thấy rất rõ và nhớ từ khóa vào thầy trong bộ từ khóa là 4 từ, đó là nhiệm vụ, thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, nhân sự và tài chính. Thì thấy phương án 65 nó chọn là B là chính xác thôi. Đấy, còn chúng ta thấy là cái A nó chưa đúng, nó thiếu về liên quan đến tổ chức bộ máy, nhân sự, tài chính, đấy là chức năng nhiệm vụ thôi, đúng không ạ? Và cái C thì nó không phải khái niệm về cơ chế tự chủ rồi, và cái D thì nó thừa về liên danh liên kết độc lập. Thì thấy các em nhớ với gắn với cơ chế tự chủ độc lập là nhớ từ về chịu trách nhiệm về gì? Thực hiện nhiệm vụ này, tổ chức bộ máy, nhân sự và tài chính các em nhá. Thì câu hỏi 65 nó chọn là B là lý do như vậy. Câu hỏi số 66 đã tìm ra đúng được hoàn chỉnh về khái niệm đạo đức nghề nghiệp đấy, đúng không? Chúng ta nhớ từ chuẩn nhận thức hành vi rồi. À, đúng không? Đặc thù của từng lĩnh vực hoạt động nghề nghiệp chứ không phải là công tác được giao hay là và vị trí làm hay công tác. Em thấy là câu hỏi số 66 em chọn thầy là A em nhá. Câu hỏi số 67 nó về hỏi về khái niệm về liên quan đến văn bản hợp nhất số 26 về đơn vị sự nghiệp công lập thì bao gồm, thì em căn cứ vào khoản 2 của điều 9 đã thấy rồi, đơn vị sự nghiệp công lập thì gồm hai đơn vị lập, đó là nhớ từ khóa là gì? Được giao quyền tự chủ và chưa được giao quyền tự chủ. Như vậy với từ khóa đấy ta chọn A thôi, còn cái B cái C nó có từ gì? Tự chủ một phần, cái thứ này ta thấy là loại rồi nhá. Thì 67 nó chọn là A là lý do như vậy. Đấy, chọn cái gì phải có lý do em nhá thì mới nhớ được, đúng không ạ? Câu hỏi số 68 thì mắt đúng để hoàn chỉnh đã thấy rồi. Tuyển dụng là việc lựa chọn người gì đó có phẩm chất trình độ năng lực, thì ta thấy rõ ràng là chúng ta chọn là C thôi nhá. Đấy, làm vào làm viên chức trong công lập thì ta thấy là câu hỏi 68 nó chọn là C. Câu hỏi số 69 viên chức là công dân Việt Nam này, được tuyển Việt Nam làm việc nước lập theo, nhớ đây phải theo chế độ hợp đồng làm việc đấy. Chúng ta thấy theo chế độ làm việc thì chúng ta thấy với luật viên chức 20 có hai loại hợp đồng, có hợp đồng xác định thời hạn từ đủ 12 tháng đến 36 tháng và hợp đồng không xác định thời hạn. Đấy, các em đã đỗ viên chức trước 1/7 rồi, các em đã thi thăng hạng này thì các em là những người ký hợp đồng xác định thời hạn xong tối đa 2 lần thì chúng ta sẽ được ký hợp đồng không xác định hạn. Thế còn bây giờ theo luật viên chức sửa 2019 thì với những trường hợp mà tuyển dụng sau 1/7/20 thì chúng ta sẽ giới hạn về đối tượng được ký hợp đồng không giới hạn, đó là với những người mà chuyển từ cán bộ công chức sẽ chuyển sang làm viên chức thì mới được ký hợp đồng giới hạn, hoặc là những người viên chức làm việc tại các khu vực kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn thì mới ký được ký hợp đồng không giới hạn. Đó thì thấy là chế độ hợp đồng làm việc chúng ta làm rõ, và bây giờ chúng ta đa số đã thực hiện từ 1/7/20 thì chúng ta thực hiện hợp đồng làm việc giới hạn từ đủ 12 tháng đến 60 tháng em nhé, được đẩy lên rất rõ là như vậy. Thì câu 69 là chọn A. Câu hỏi số 70 người ta hỏi điều 9 của luật viên chức 2010 được sửa đổi bổ sung tại khoản mấy của luật viên chức sửa 2019, thì chúng ta nhớ là chọn là khoản 3 em nhé, ta chọn là C. Thì câu hỏi 70 chúng ta chọn là C. Câu hỏi số 71 người hỏi cơ quan nào quy định chi tiết phân loại đơn vị sự nghiệp công lập quy định tại khoản 2 điều này, đúng không? Trong lĩnh vực công lập chuyển đổi cái lĩnh vực công lập theo mô hình doanh nghiệp như thế, nói cơ quan nào quy định thì các em không cần đọc hết, nhớ công thức 95% vi diệu của thầy nói rồi, nên chọn là B là chính phủ các em nhá. Đấy, theo đúng tinh thần của văn bản hợp nhất số 26. Câu hỏi số 72 thì theo văn bản hợp nhất số 26 thì thấy là đâu không phải là gì là nguyên tắc hoạt động nghề nghiệp của viên chức, thì thầy nhắc em nhiều lần rồi đúng không ạ? Đó, công thức 3T cộng 1C chúng ta nhớ là gì liên quan đến việc là gì, là 3T đây tuân thủ đúng không, pháp luật, tuân thủ quy trình, tuân thủ nhân dân, và C là chính chịu sự thanh tra kiểm tra của nhân dân, và đây họ bảo kiểm tra về thu nhập cá nhân thì là sai phần đó rồi. Đấy, phải đọc kỹ nhá. Thì 7A 72 này chúng ta phải chọn là C nhá, là đáp án không đúng, không phải là nguyên tắc trong hoạt động nghề nghiệp, thì chúng thấy 72 chúng ta chọn là D. Câu hỏi số 73 rồi, theo văn bản nhất số 26 đâu không phải là nguyên tắc quản lý viên chức. Đấy, thầy nhắc lại nhiều lần rồi, với ở điều 6 đấy là 2B cộng VT, thì chúng ta thấy 2B thấy AB có chữ 2B rồi, bảo đảm lãnh đạo của đảng và làm quyền tự động. D là việc tuyển dụng đánh giá thực hiện trên cơ sở tiêu chuẩn doanh nghiệp rồi. Thế còn cái C nó từ khóa từ cái là D đúng không, thì nó không nằm trong 2B cộng VT, mà đọc kỹ ra là đảm bảo tham gia các đoàn thể chính trị doanh nghiệp cũng là sai. Thì 73 ta thấy chúng ta chọn là C các em nhá. Câu hỏi số 74, câu hỏi theo văn bản nhất số 26 đấy, trong quản lý viên chức cần đảm bảo nguyên tắc nào, thì ta vẫn nhớ công thức cho thầy là 2B cộng VT thôi, ta thấy phương án B có chữ bảo đảm thôi. Nhưng còn cái A, cái C và cái D đọc kỹ ra ta thấy là T, C nó nằm ở nguyên tắc trong hoạt động nghề nghiệp của viên chức, thì nó thì không phải nguyên tắc quản lý viên chức. Nguyên tắc quản lý viên chức là 2B cộng VT, thì ta thấy B ở đây ta thấy rồi, chỉ phương án B là chữ bảo đảm là đúng thôi, đúng không?
thì 74 chúng ta chọn cho thầy là B, là như vậy các em nhá. Đó, các em rõ chưa? À, như vậy thầy đã giải đáp xong cho các em 74 câu ở chương 1. Bây giờ chúng ta chuyển tiếp sang các câu hỏi của chương 2 về quyền nghĩa vụ viên chức các câu hỏi các em nhá. Thì chúng ta đi vào câu hỏi số 1 của chương 2. Người ta hỏi chương 2 của luật viên chức theo đúng không? Theo văn bản số 26 đấy gồm bao nhiêu mục, thì các em chọn thầy là C có 2 mục. Một là quyền của viên chức đúng không? Và mục thứ hai là mục nghĩa vụ của viên chức. Thì câu 1 thì chọn là C. Câu hỏi số 2, người ta hỏi mục theo văn bản nhất số 26 này, mục 1 chương 2 gồm bao nhiêu điều? Thì chúng ta thấy mục 1 của chương 2 chính là quy định về quyền viên chức, thì ta thấy là chọn là B có 5 điều, quy định từ điều 11 đến điều 15 các em nhá. Thì có 5 điều. Câu 2 thì chọn là B. Câu hỏi số 3, người ta hỏi theo văn bản nhất số 26, mục 2 của chương 2 của luật viên chức gồm bao nhiêu điều? Thì các em chọn là thầy là C, 4 điều. Đó là mục 2 chính nói về nghĩa vụ của viên chức quy định từ điều 16 đến điều 19 các em nhá. Câu 3, các em chọn thầy là C. Câu hỏi số 4, người ta hỏi theo văn bản nhất số 26 đấy, chương 2 của luật viên chức gồm bao nhiêu điều? Thì tổng chương 2 này chúng ta có nhớ 9 điều nhá, vì mục 1 có 5 điều và mục 2 có 4 điều. Thì câu 4 em chọn thầy là D. Câu hỏi số 5, người ta hỏi là theo văn bản nhất số 26, điều 11 quyền của viên chức hoạt động nghề nghiệp gồm mấy khoản? Thì các em phải chọn thầy là B có 7 khoản, tương đương với 7 quyền của viên chức, 7 được nhá, có 7 từ được đấy. Thì câu hỏi số 5 này các em chọn thầy là B. Câu hỏi số 6, người ta hỏi điều 12 quyền của viên chức về tiền lương và chế độ liên quan đến tiền lương của viên chức gồm mấy khoản? Thì các em chọn thầy là C có 3 khoản, tương đương 3 quyền 3 từ được các em nhá. Thì câu 6 các em chọn thầy là C là như vậy. Câu hỏi số 7, người ta hỏi điều 13 quyền của viên chức về nghỉ ngơi của luật viên chức gồm mấy khoản? Thì chúng ta chọn là D, 4 khoản, tương đương với 4 quyền 4 được của viên chức các em nhá. Ở câu hỏi số 7 ta chọn là D. Câu hỏi số 8, hỏi là theo phần nhất số 26, điều 14 quyền viên chức về hoạt động kinh doanh và làm việc ngoài thời gian quy định của luật viên chức gồm mấy khoản? Thì em chọn thầy là B có 3 khoản, tương đương 3 quyền 3 từ được các em nhá. Thì câu 8 nó chọn là B. Câu hỏi số 9, người ta hỏi là các quyền theo văn bản là nhất số 26 đấy, các quyền khác của viên chức được thể hiện ở điều bao nhiêu của luật viên chức? Thì các em nhớ chọn thầy là A các em nhá. Đó là điều 15 là quyền khác đúng không ạ? Chứ cái B thì điều 13 thì ta thấy nó liên quan đến quyền của viên chức về nghỉ ngơi. Còn cái C là điều 14 là quyền của viên chức hoạt động kinh doanh. Còn cái D điều 16 là nghĩa vụ chung của viên chức rồi đúng không ạ? Câu hỏi số 10, người ta hỏi là theo văn bản nhất số 26, quyền của viên chức hoạt động kinh doanh làm việc ngoài thời gian quy định thể hiện điều bao nhiêu? Thì các em chọn thầy là B, nó là điều 14 các em nhá. Câu hỏi số 10 này các em chọn thầy là B. Câu hỏi số 11, người ta hỏi quyền của viên chức về nghỉ ngơi thể hiện ở điều bao nhiêu? Thì các em phải chọn thầy là C, điều 13. Vì các em thấy cái A, điều 14 là quyền kinh doanh của viên chức. Cái B, điều 11 là quyền của viên chức hoạt động nghề nghiệp. Cái D, điều 15 là quyền khác. Đây hỏi quyền nghỉ ngơi. Thì chúng ta nhớ là chọn là C, điều 13. Vì điều 12 là tiền lương. Ta nhận tiền lương xong thì chúng ta nghỉ ngơi thôi. Thì là điều 13, các em nhắc. 11 ta chọn là C. Câu hỏi số 12. Thì ta thấy là quyền của viên chức về tiền lương. Chế độ tiền lương thì ở điều bao nhiêu đấy, thì chúng ta nhớ chọn là B, điều 12, 12 tháng ra trận tiền lương các em nhá. Đó, về chúng ta liên hệ bảo em nhận được cả tháng lương tháng 13 thì chịu rồi đúng không? Nên nhớ 12 tháng tiền lương thì ta chọn là B, 12 ta chọn là B nhá. Câu hỏi số 13, là theo văn bản nhất số 26 này thì quyền của viên chức về hoạt động nghề nghiệp thể hiện trong luật viên chức thể hiện điều mấy? Thì em nhớ chọn thầy là B, điều 11 các em nhá. Đấy, 11 này có 7 quyền, 7 khoản, 7 lược đấy. 13 chọn là B. Câu hỏi số 14, hỏi đâu là quyền của viên chức về tiền lương? Chúng ta nhớ từ khóa, 3 từ khóa, 3 được đúng không? Đấy, 3 quyền, 3 khoản đấy, ta thấy là được trả lương thì mình chưa làm, được hưởng làm thêm giờ, được hưởng tiền thưởng. Thì ta nhớ được trả lương, hai là gì? Được hưởng làm thêm giờ và được thưởng. Ta thấy là câu 14 này chúng ta chọn là D là tất cả rồi. Câu hỏi số 15, hỏi đâu là quyền về nghỉ ngơi của viên chức? Thì chúng ta thấy nghỉ ngơi viên chức là có 4 quyền 4 được đấy. Thì con thấy ở đây nó có hai cái được nghỉ hàng năm, nghỉ lễ về Tết này, nghỉ việc riêng. Với chúng ta với giáo viên chúng ta thấy được nghỉ hàng năm, nghỉ lễ ngày Tết thì ta thấy là chúng ta được nghỉ hè 2 tháng và trong đó chúng ta trong đó có bao gồm cả nghỉ phép đúng không? Nghỉ lễ thì chúng ta thấy nghỉ các ngày lễ trong năm đấy, ta thấy trong luật lao động. Đó là Tết âm lịch này, dương lịch này, rồi ngày mùng 2 tháng 9 đúng không? Rồi 30/4/1/5 rồi rồi liên quan đến ngày dỗ tổ Hùng Vương đúng không ạ, mùng 10/3 và sắp tới sang năm thì chúng ta sẽ có thêm ngày 28/6 ngày gia đình Việt Nam đó. Thì thấy là rồi liên quan đến viên chức vùng hải đảo vùng sâu vùng xa thì chúng ta sẽ được nghỉ gộp như thế nào,
gộp 2 năm một lần hay gộp 3 năm được sự đồng ý người đứng đầu. Thì chúng ta thấy với câu hỏi số 15 chọn là C. Đây là chính là hai quyền đầu tiên của viên chức về nghỉ ngơi. Câu hỏi 16 sẽ bổ sung thêm chúng ta hai quyền nữa của viên chức về nghỉ ngơi là đủ 4 luôn, đúng không? Về nghỉ ngơi viên chức ấy, là với những thù chúng ta được nghỉ việc và hưởng lương theo luật. Còn với nữa được nữa là được gì nghỉ không hưởng lương với trường hợp mà có lý do xứng đáng và sự đồng ý người đứng đầu, thì câu hỏi 16 là chọn là C. Ta kết hợp câu hỏi 15, 16 là có 4 quyền của viên chức về nghỉ ngơi ở điều 13 em nhé. Câu hỏi 17 thì hỏi đâu là các quyền về hoạt động nghề nghiệp viên chức, thì nó thấy với hoạt động nghề nghiệp của viên chức quyền điều 11 có 7 quyền 7 được đấy, thì đây chính là 3 được 3 quyền đầu tiên được pháp luật bảo vệ này, được đào tạo bồi dưỡng, được bảo đảm trang thiết bị, thì câu hỏi 17 là chọn là D. Câu hỏi số 18, đúng không? Đâu là quyền của viên chức hoạt động nghề nghiệp, thì thêm hai quyền nữa về hoạt động nghề nghiệp, được cung cấp thông tin, được quyết định vấn đề mang tính chuyên môn, thì 18 ta chọn là C. Cái hợp của 17 này chúng ta có 5 quyền rồi. Câu hỏi số 19, đâu là quyền về hoạt động nghề viên chức, ta thấy thêm nữa là gì, quyền từ chối thực hiện công việc nhiệm vụ trái pháp luật và được hưởng quyền khác, thì chúng ta thấy là kết hợp câu 17, 18, 19 này chúng ta có 7 quyền của viên chức trong hoạt động nghề nghiệp quy định tại điều 11, đúng không ạ? Thì chúng ta nhớ nhá, để chúng ta nhớ các từ khóa rất quan trọng. Câu hỏi số 20, hỏi đâu là quyền về hoạt động kinh doanh và làm việc thời gian ngoài thời gian quy định, nhớ nội dung này quy định thì 14 ấy, với 3 quyền 3 được. Thứ nhất là được hoạt động nghề nghiệp ngoài thời gian, thứ hai là được ký kết hợp đồng vụ việc, thứ ba được có vốn nhưng không tham gia quản lý điều hành. Thì ta nhớ chọn 20 để chọn là D em nhá. Câu hỏi số 21, hỏi đâu là các nội dung về quyền khác. Nội dung quyền khác là điều 15 đấy. Là được khen thưởng tôn vinh, đúng không? Khen thưởng các danh hiệu chiến sĩ thi đua này, tôn vinh danh hiệu nhà giáo nhân dân, nhà giáo ưu tú này, rồi các hưởng các chính sách về ưu đãi nhà ở này, trường hợp chúng ta bị thương hoặc là bị chết, đúng không? Khi thực hiện nhiệm vụ thì chúng ta sẽ được xem xét là hưởng chế độ là thương binh hoặc liệt sĩ. Đấy, có bằng tổ quốc ghi công em nhá. Thì cho thấy là đầy đủ nội dung rồi, 21 là chọn là D. Câu hỏi số 22 của chương 2, câu hỏi theo văn bản nhất số 26 thì mục 2 của chương 2 của luật viên chức là có bao nhiêu điều, thì chúng ta chọn là C, có 4 điều, đúng không ạ? Nói về nghĩa vụ của viên chức. Tiếp theo thì chúng ta thấy là ở câu hỏi 23, đúng không ạ? Thực ra cái phần về ở trên này chúng ta hoàn toàn nghe từ khóa thầy đã khái quát về phần quyền của viên chức 5 điều ấy, đúng không? Đấy, chúng ta nhớ công thức thầy đã khái quát rồi, 1 3 3 4 7, 1 chính là nói về quyền khác ở điều 15, 3 chính là 3 quyền của viên chức về tiền lương ở điều 12, 3 tiếp theo là 3 quyền của viên chức về kinh doanh điều 14, 4 là 4 quyền của viên chức về quyền nghỉ ngơi ở điều 13, và 7 chính là gì? 7 quyền của viên chức hoạt động nghề nghiệp. Đấy, cái về số lượng thì thầy đã tổng kết, các em nghe video bài giảng thì đã tổng kết ở phần quyền mục 1 đấy, là 1 3 3 4 7, các em nhá. Đấy, các em nghe lại phần đó. Quay lại câu hỏi số 23 ở điều 16 về nghĩa vụ chung viên chức thì gồm mấy khoản? Thì chúng ta nghe trong bài giảng này nói là có 5 khoản tương đương 5 nghĩa vụ chung của viên chức, mà thầy đã khái quát theo công thức là 3C cộng BT đấy, 3C cộng BT, đúng không ạ? 3C thứ nhất là C chấp hành đường lối, C thứ hai là C có nếp sống lành mạnh, C thứ ba là có ý thức tổ chức, B chính là bảo vệ bí mật nhà nước, và T là tu dưỡng nhiều đạo đức ấy, các em nhá. Thì thấy rõ ràng câu hỏi 23 các em chọn thầy là C là 5. Câu hỏi số 24, câu hỏi theo văn bản nhất số 26, đâu là nghĩa vụ chung của viên chức ấy? Thì chúng ta áp dụng công thức 3C cộng BT thôi, nghe thấy rồi. A đây là có chấp hành là C rồi, B là gì? Có nếp sống, C có ý thức đây rồi, thì chúng ta thấy 24 chọn là D. Đấy, câu hỏi số 25, đâu là nghĩa vụ chung của viên chức? Đây, BT bảo vệ bí mật nhà nước, tu dưỡng riêng là đức, thì 25 chúng ta chọn là C. Kết hợp 24 25 chúng ta thấy có đủ 5 nghĩa vụ của viên chức qua công thức 3C cộng BT các em nhá. Câu hỏi số 26 người ta hỏi là gì? Theo văn bản nhất số 26 có bao nhiêu nghĩa vụ của viên chức trong hoạt động nghề nghiệp? Thì chúng ta thấy gắn từ nghề nghiệp, từ quyền của viên chức ở điều 11 gọi là nghĩa vụ của viên chức trong hoạt động nghề nghiệp ở điều 17. Gắn chữ nghề nghiệp là đều đáp án là 7 khoản đấy, đúng không? Đấy, thì chúng ta thấy là hay là nghĩa vụ hay là quyền thì đáp án đều là 7. Thì câu hỏi số 26 là chọn là D. Câu hỏi số 27 thì đâu nghĩa vụ viên chức trong hoạt động nghề nghiệp, thì chúng ta nhớ công thức mà thầy đã khái quát rồi cho các em, công thức là 3T cộng 2C cộng PK đấy. Thì chúng ta thấy ở đây rồi, đúng không? Thực hiện công việc nhiệm vụ, phối hợp tốt đồng nghiệp, chấp hành, thì thấy là câu 27 này chúng ta chọn nó thầy là D, là có 3 nghĩa vụ rồi. Còn tiếp theo của 28, đâu là cái vụ viên chức hoạt động nghề nghiệp, thì đây rồi, cứ 3T cộng 2C cộng PK thôi, chịu trách nhiệm rồi thực hiện nghĩa vụ khác, thì 28 chúng ta chọn là D. Như vậy câu 27, 28 là chúng ta có được 6 nghĩa vụ rồi. Còn nghĩa vụ thứ 7 này chính là liên quan đến khoản 5 điều 17 đấy, là thầy đã dạy các em công thức là 4 5 4 5 5 6 7, 4 chính là 4
bốn quy định mà viên chức phải tuân thủ nhân dân đấy, đúng không? Thì đây chính là câu hỏi 29. Khi ủy dân thì viên chức phải tuân thủ mấy quy định? Thì chúng ta thấy là 4, là chọn A. Công thức là 3C cộng 1K đấy, các em nhá. Thì đây 29 là chọn A là như vậy. Và đã được cụ thể ở câu hỏi số 30. Khi ủy dân thì viên chức tuân thủ quy định nào đây? 3C cộng 1K đây. C thứ nhất là C có thái độ, C thứ hai là C chấp hành, C thứ ba là có tinh thần hợp tác, và K là không hách dịch. Đấy là thấy là 30 chọn là D để đủ cho nó thấy 4 quy định ở câu hỏi 29. Đấy đúng không? 3C cộng 1K. Câu hỏi số 31. Người ta hỏi theo văn bản nhất số 26 này, những việc viên chức không được làm thì quy định bao nhiêu việc, gồm bao nhiêu việc, thì các em nhớ chọn cho thầy là C và 6. Đấy, 6 việc viên chức không làm, quy định điều 19 đấy. Và nhớ từ khóa trốn tránh trách nhiệm này, sử dụng tài sản này, phân biệt đối xử này, lợi dụng hoạt động nghề nghiệp này, xúc phạm danh dự nhân phẩm này, những việc khác viên chức không được làm. Như thấy là 6 việc với các 6 từ khóa như vậy các em nhá. Thì 31 các em chọn thầy là C. Câu hỏi số 32, đâu là những việc viên chức không làm, đã thấy rồi. Với các từ khóa như thầy vừa liệt kê, trốn tránh trách nhiệm, sử dụng tài sản, phân biệt đối xử, thì chúng ta thấy là 32 ra chọn là D nhá. Phân biệt đối xử dân tộc nam nữ này. Đấy, chúng ta là người Kinh thì chúng ta không được phân biệt với các người dân tộc thiểu số, đúng không? Thì chúng ta thấy người Kinh thì cũng có Mông, người Mông thì cũng có Kinh, đúng không ạ? Đó thì câu hỏi số 32 ta chọn là D. Câu hỏi 33, đấy ta là thêm được ba cái việc mà viên chức không làm đây, đúng không? Lợi dụng hoạt động nghề nghiệp, xúc phạm danh dự nhân phẩm, những việc khác viên chức không làm. Thì 33 chọn là D. Đấy thì câu hỏi số 33 là ta thấy có đủ được 6 việc viên chức không làm. Câu hỏi số 34 hỏi là theo văn bản nhất số 26 thì điều mấy của luật viên chức nói về những việc viên chức nào, thì ta thấy chọn là thầy là B điều 19, vì cái A điều 16 là nghĩa vụ chung rồi, cái C điều 18 nghĩa vụ viên chức quản lý, cái D thì ta thấy là gì ở điều 17 đúng không ạ, là liên quan nghĩa vụ viên chức hoạt động nghề nghiệp. Câu hỏi số 35, người ta hỏi điều mấy của luật viên chức nói về nghĩa vụ viên chức hoạt động nghề nghiệp, thì em chọn thầy là C là điều 17. Câu hỏi số 36, người hỏi theo văn bản nhất số 26 điều mấy của luật viên chức nói về nghĩa vụ chung viên chức, thì các em chọn là B điều 16 các em nhá. Đó chính là nghĩa vụ chung, chính là 3C cộng BT đấy nhá. Nếu chúng ta nhớ phần đó thì 36 chọn là B. Câu hỏi số 37, người ta hỏi là theo văn bản nhất số 26 này thì viên chức không có quyền nào dưới đây về hoạt động nghề nghiệp, thì các em nhớ chọn là thầy đây. Đây bây giờ để trộn khi mà chúng ta nhớ được cái từ khóa đúng không? Không có quyền nào dưới đây về hoạt động nghề nghiệp đúng không? Thì chúng ta thấy cái A, cái B, cái C đều có rồi, được pháp luật bảo vệ này, được đào tạo này, được bảo đảm trang thiết bị đấy, ta nhớ từ khóa. Còn cái D được quyền thực hiện công việc nhiệm vụ trái với pháp luật là sai, thì ta thấy là gì, đúng là phải được quyền từ chối, thì nó thiếu từ chối nhá, phải nhớ từ khóa là được quyền từ chối, thì đó là không có quyền ở đây, cho nên thấy là phải chọn là D, đúng ra phải là được quyền từ chối, đây không có từ chối nhá. 37 là chọn là D. Câu hỏi số 38, người hỏi theo nhất số 26 này, đâu là nghĩa vụ chung viên chức quản lý, thì ta nhớ từ khóa đối với nghĩa vụ chung của viên chức ấy đúng không, thì là 3C cộng BT đấy, thì ta thấy rồi, có C đây rồi, C chấp hành đường lối chủ trương, thì như vậy cái C chấp hành phân công là loại rồi đúng không, vì có một C chấp hành thôi, còn C thứ hai là C có nếp sống, C thứ ba có C có ý thức cơ mà. Thế còn cái B phối hợp nó nội dung này là nó nằm ở trong điều 17 đúng không, về nghĩa vụ chức hoạt động nghề nghiệp, là công thức là 3T cộng 2C cộng PK, P này chính là phù hợp tốt đúng không. Thì đây hỏi là nghĩa vụ chung của viên chức thì nhớ chọn A thôi nhá. Đây chấp hành đường lối mới là đúng chứ không phải chấp hành sự phân công. Chấp hành sự phân công là liên quan đến nghĩa vụ của viên chức hoạt động nghề nghiệp đúng không ạ? Thì 38 là chọn A là lý do như vậy. Câu hỏi số 39 hỏi vào văn bản nhất số 26, đâu là các nghĩa vụ của viên chức trong hoạt động nghề nghiệp? Thì các em phải nhớ chọn thầy là gì? Ở đây công thức tôi nhớ đúng không? Đó là 3T cộng 2C cộng PK, đó được điều 17 đấy. Thì chúng ta thấy chỉ có phương án C thôi, là có từ C đây chịu trách nhiệm. Thế còn cái A, cái B từ trốn tránh sử dụng tài sản, đọc kỹ ra thì nó là những việc viên chức không làm cơ mà. Đấy, chúng ta nhớ các từ khóa thì rất là phân dễ làm thôi. Thì cái A, B loại rồi, chúng ta thấy là 39 này chúng ta chọn là C. Câu hỏi số 40, nó hỏi theo văn bản nhất số 26, đâu là những việc viên chức không làm? Chúng ta nhớ từ khóa thôi, đúng không? Trốn tránh trách nhiệm hay sử dụng tài sản hay xúc phạm danh dự nhân phẩm đấy, lợi dụng hoạt động nghề nghiệp đấy, thì chúng ta thấy ở đây chỉ có cái B thôi, xúc phạm danh dự nhân phẩm. Thế còn là thấy B, cái A là không hách dịch thực hiện vụ khác, thì nó không nằm trong bộ từ khóa của những việc viên chức không làm. 40 chúng ta chọn là B. Câu hỏi số 41, người ta hỏi là theo nhất số 26, đâu là các quyền về hoạt động nghề nghiệp viên chức, thì các em thấy rồi, từ khóa là được pháp luật bảo vệ đúng không. Thế còn như cái B được hoạt động nghề nghiệp ngoài thời gian, ta thấy từ hoạt động nghề nghiệp đúng ra là đó là quyền của viên chức hoạt động kinh doanh, cái B loại. Cái C được hưởng tiền lương thưởng này thì chúng ta thấy là liên quan đến quyền của viên chức về tiền lương đúng không, ở điều 13. Như vậy B, C
loại rồi thì cái D nó sai rồi, thì ở đây chỉ có A được pháp luật bảo vệ là quyền của viên chức trong hoạt động nghề nghiệp thôi. 41 chúng ta chọn A là như vậy, kem nhá. Đó, ta thấy bí diệu khi ta học các từ khóa chưa ạ? Câu hỏi số 42 thì em lưu ý cái dạng như này. Theo hướng dẫn số 26 có bao nhiêu nghĩa vụ của viên chức quản lý? Thì chúng ta thấy người ta ở điều 18 người ta nói ngoài các nghĩa vụ quy định tại điều 16, 17 thì viên chức quản lý còn có thêm mấy nghĩa vụ, có 5 nghĩa vụ đúng không? Thì như vậy chúng ta thấy với 16, 17 thì chúng ta thấy là nó có với 16 là 5 nghĩa vụ, 17 là 7 nghĩa vụ, như vậy là 12. 12 mà cộng với 5 của điều 18 nữa thì phải là 17. Phương án ở đây 42 với câu hỏi không có từ ngoài ấy, thì chúng ta phải chọn ra thời là D, 17 em nhá. Câu hỏi số 3, đây người ta có từ ngoài. Theo văn bản hàm nhất số 26 là ngoài việc thực hiện nghĩa vụ quy định tại 16, 17 thì viên chức quản lý còn thêm mấy nghĩa vụ? Thì đấy chúng ta chọn là 5. 5 nghĩa vụ chính là công thức 2C cộng 2T cộng X đấy nhá. Thì chúng ta thấy câu hỏi số 43 này, các em chọn thầy là C. Thì để nắm bắt được 5 nghĩa vụ chúng ta thấy ở câu hỏi số 44 đúng không? Và câu hỏi số 45 nó thể hiện rất rõ. Đấy, ngoài thực hiện nghĩa vụ quy định tại 16, 17 viên chức quản lý thực hiện nghĩa vụ nào? Thì chúng ta thấy đây rồi. Có C, nó hai C luôn, C chỉ đạo tổ chức, C chịu trách nhiệm hoặc liên đới và T thực hiện dân chủ. Đây rồi thì chúng ta thấy 44, các em chọn thầy là D. Đây là 3 nghĩa vụ của viên chức quản lý. Tiếp theo là 45 đúng không? Đấy. Thì chúng ta thấy là X đây rồi, T đây rồi. T là tổ chức thực hiện với phòng những người C. X chính là C phát triển nguồn lực. Thì chúng ta thấy là 45 chúng ta chọn nó thầy là C, cả A và B đều đúng. Thì câu hỏi 44-45 chúng ta đủ 5 nghĩa vụ của viên chức quản lý em nhá. Câu hỏi số 46 người ta hỏi là theo văn bản nhất số 26 ấy, điều mấy của luật viên chức để nói về nghĩa vụ viên chức quản lý? Thì các em nhớ chọn thầy là D, điều 18. Vì cái A điều 15 là về quyền khác của viên chức, cái B điều 16 nghĩa vụ chung viên chức, C điều 7 là nghĩa vụ của viên chức quản lý của viên chức trong hoạt động nghề nghiệp, của viên chức hoạt động nghiệp. Nên hỏi viên chức quản lý nhớ chọn là D, các em nhớ điều 18. Câu hỏi số 17, câu hỏi số 47. Người ta hỏi theo văn bản nhất số 26 ấy, thì đâu là nghĩa vụ của viên chức quản lý? Ta nhớ từ khóa thôi, đúng không? Đấy, 2T cộng 2C cộng 1X. Thì T ok thì chúng ta thấy là phải đọc kỹ ra cái A thực hiện công việc nhiệm vụ, đây là nghĩa vụ viên chức trong hoạt động nghề nghiệp rồi, điều 17. Thế còn cái C này là có ý thức tổ chức kỷ luật, nó là nghĩa vụ chung viên chức quản lý. Còn cái D thực hiện nghĩa vụ khác theo pháp luật thì đấy là nghĩa vụ của viên chức hoạt động nghề nghiệp. Đây hỏi về viên chức quản lý, ta nhớ là từ gì tổ chức các biện pháp phòng chống tham nhũng, ta nhớ từ khóa rồi, chúng ta thấy là 47 là chọn là B các em nhá. Như vậy là xong tất cả chúng ta thấy với 47 câu hỏi ở chương 2 các em nhá. Đó thì là như vậy. Thầy xin phép các em thầy uống ngụm nước một chút xong là chúng ta kết thúc phần 1 và chúng ta học tiếp ở phần 2. Bắt đầu thầy sẽ giải đáp cho các em từ chương 3 trở đi các em nhá. Để chúng ta xem lại video nó dễ dàng hơn, nó không quá dài. Nó chia ra thì sau này chúng ta vào từng phần 1 xem nó tiết kiệm thời gian, chứ còn chúng ta like đến tận hết cả 6 chương thì thầy nghĩ chắc khoảng tiếng rưỡi các em nhá. Đấy, thì em cho thầy một vài phút thầy uống nước xong thầy tắt video này, xong rồi cho quay lại vào tiếp giải đáp cho các em từ chương 3 đến chương 6 hoàn thành luôn trong buổi tối hôm nay, là xong cái phần văn bản hợp nhất số 26 về luật viên chức các em nhá. Vâng, thì thầy xin phép tắt cho nó quay, thầy sẽ quay lại trong livestream tiếp theo các em nhé. Cảm ơn các em.